Nhận định đội tuyển Việt Nam với U22 Việt Nam 18 giờ ngày 23 tháng 12. Hai đội tuyển Việt Nam với U22 Việt Nam sẽ có màn thử sức rất đáng chờ đợi trên sân Cẩm Phả tại Quảng Ninh vào tối nay ngày 23 tháng 12. Và kết quả của trận này được kỳ vọng sẽ phản ánh rõ thực lực và những ưu khuyết điểm của hai đội. Cập nhật đội hình ra sân dự kiến. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Có thể nói là đã hơn một năm kể từ sau chiến thắng 1-0 trước UAE tại vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào tháng 11 năm 2019. Người hâm mộ mới được chứng kiến đội tuyển Việt Nam thi đấu trở lại. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã không có nhiều cơ hội tập trung trong năm này. Và điều đó ít nhiều ảnh hưởng tới khả năng phối hợp, gắn kết giữa các gương mặt vốn đã trở nên quen thuộc với người hâm mộ. Trong đợt này, nhiệm vụ chính của đợt hội quân đội tuyển quốc GIA vẫn là kiểm tra năng lực các cầu thủ trụ cột cũng như đánh giá, phát hiện những người mới trên tuyển. Và không còn gì lý tưởng hơn khi đội tuyển Việt Nam sẽ được thi đấu với quân xanh là các cầu thủ U22 qua hai trận đấu sắp tới. Các trận đấu tập nội bộ này sẽ là những bài thử nghiệm, kiểm tra và đánh giá cho cả hai đội bóng mà huấn luyện viên Park Hang-seo đang dẫn dắt. Qua đó giúp nhà cầm quân Hàn Quốc có những sự điều chỉnh phù hợp để xây dựng nên các đội hình hoàn hảo nhất ở đội tuyển Việt Nam. Thông qua những buổi tập gần đây, có thể thấy nhà cầm quân người Hàn Quốc đang thực hiện quá trình làm mới lối chơi với một chút điều chỉnh về chiến thuật từ sơ đồ 3-4-3 sang 3-5-2 với việc tăng cường sức mạnh tuyến tiền vệ. Đây là điều mà ông dự định từ cuối năm 2019, nhưng đến bây giờ mới có thể bắt đầu. Sơ đồ 3-5-2 với yêu cầu cao hơn về sự kỹ thuật của các cầu thủ để có thể tự tin cầm bóng, kiểm soát bóng, hay tung ra các chuyền bóng và các bài vở tấn công để giải quyết các đối thủ ngang cơ hoặc dưới tầm, đặc biệt là trong khu vực Đông Nam Á. Và trước một U22 Việt Nam được đánh giá có trình độ thấp hơn, rõ ràng đây sẽ là một dịp tốt để ông Park thử nghiệm chiến thuật mới cho đội tuyển Việt Nam. Có lẽ những gì mà người hâm mộ đang chờ đợi vào lúc này chính là những màn tấn công biến ảo và hấp dẫn hơn từ Công Phượng và các đồng đội sau giai đoạn đã khá thành công với lối chơi thiên về phòng ngự du ngủ đối phương. Tuy nhiên, liệu họ có thể thi đấu như mong đợi trong bối cảnh hàng công vẫn còn nhiều vấn đề như lời tâm sự của thầy Park? Nếu so với lứa cầu thủ U22 từng vô địch SEA Games cách đây một năm tại Philippines thì rõ ràng lứa cầu thủ hiện tại thất thế hơn hẳn. Họ không còn những Quang Hải, Đức Trinh, Văn Hậu, những chiến binh đã dạn dày xương gió trận mạc ở các cấp độ đội tuyển quốc gia. Thay vào đó, tập thể các cầu thủ U22 hiện tại đều là những gương mặt mới sinh năm 1999, 2000. Đó đều là những cầu thủ trẻ, còn non kinh nghiệm chinh chiến quốc tế cũng như ở V-League. Bên cạnh đó, họ cũng không thực sự có nhiều thời gian được triệu tập lên các đội tuyển như thế hệ trước. Và đây được xem là điểm yếu lớn nhất của các cầu thủ trẻ U22 khi mang ra so sánh với các đàn anh ở đội tuyển quốc gia. Ở thời điểm hiện tại, trong khi đội tuyển quốc gia Việt Nam là tập hợp của những hảo thủ thiện chiến hàng đầu Đông Nam Á thì U22 Việt Nam vẫn còn nguyên đó sự non nớt, đến từ việc không có được nhiều kinh nghiệm chinh chiến. Bên cạnh đó là tài năng thua xa về đội nổi bật với các đàn anh ở cùng lứa tuổi. Dẫu vậy, đây cũng là dịp để các cầu thủ U22 có thể nhìn ra mình còn những hạn chế gì khi phải đối đầu với một đối thủ mạnh hơn, hoàn hảo hơn mình. Việc họ có được cơ hội thi đấu thử lửa, chui rèn bản lĩnh sẽ là một điều rất cần thiết trên hành trình chinh phục tấm HUY chương vàng SEA Games 31. Tuy nhiên, ở một trận đấu giao hữu, mang tính chất thử nghiệm lực lượng, có lẽ đội tuyển Việt Nam cũng sẽ không đá hết sức mà rất có thể sẽ vừa đấm vừa xoa. Làm sao đảm bảo vừa để hạn chế chấn thương đáng tiếc, vừa không để các đàn em bị mất lửa. Kết quả trận đấu nhiều khả năng sẽ là một cách biệt không quá đậm dành cho Công Phượng và đồng đội.